huyền thoại đó cả nhà. Đây giờ này á thì nước gồng ghe tàu á chạy cũng rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Nước đứng này cho nên là mình dễ kéo hơn là nước chảy nha. Sao cô lái qua đây phải không? Rồi vịnh ngán đi, vịnh ngán với vịnh ấy đi, cắm cái cây đó xuống cái vịnh ngán lại nghe, để nó chảy hết. Vịnh ngán lại nghe đèn. Mới lúc nào cũng im á. Trời ơi.
điều này sao kéo cá ta gió gì mà nó gió cái đó lên luôn à, gió quá gì gió luôn rồi, kéo cứng lại nha. Lưới qua dụng cục kiểm ba ơi, lưới gách tao bỏ cái gì, cố lên cố lên. Gió ngựa thì nặng không, lưới này chắc nghe cạo cạo quá. Gió tao ơi, liệt liệt liệt. Mẹ này chắc gì chứ khớp tôi chà. Gió gì mà quá trời gió luôn. Gió gì mà bơi cái xuồng đi không đi. Lai lứ lên, lai lứ lên luôn. Tôi đi vòng qua dưới này nè. Đi vòng qua cái mỏ này con. Tiết lại. Ừ, lui lại. Tiết lên. Ủa, có cá nhảy kìa. Cái bao vừa thả chị nè, kéo cái bụng nó thả liền. Cái từ từ thôi. Ôi cái nón này bay quẹ. Lưng dài quá. Cao lên. Ừ. Cao lên dùng sức đạp kéo. Đạp ra đen. Đạp như nãy kéo. Đạp cái giò á. Ừ chịu lại. Hai tay mình dùng sức chị nó hơi nặng. Dân mới. Dân mới bắt chị. Ủa cái gì nhảy nhảy đó. Không thấy cá cơm chưa? Cá cơm không có. Không có. Ôi, cái gì vậy? À, nhảy quá nhảy à. Nó cái Vinh cái linh gì quá rồi. Vinh cái linh nhảy xeo xeo nè. Đó. Nhỏ. Đó bài não luôn. Có cua nè anh ba. Ừ. Ôi ôi văng rồi vậy. Bự nha. Ui. Rồi, gà rồi, gà rồi. Đó, gà dữ rồi. Cái dính, cái dính. Mày. Có cá cơm mà cá cơm bự. À, gà hoài vậy. Có mấy con nhảy gà hoài. Có mấy con bay tới bay lui hoài nhảy lắm. Rồi này múc đất quá anh Tư. Này đất không? Không kìa cha ơi. Sao nó kỳ vậy? Nè. Trời có cái bóng kìa. Có cơm đấy em ơi, có cơm cũng bổng kìa. Được rồi, được rồi, được.
Thăng lên nè. Ôi trời đất. Này chó ga hay gì? Ôi cái gì bự à? Cục này chó ga không? Chó ga không? Ừ chó ga đi. Dơ quá. Có cá gì không? Có cá mò cơm. Ừ khoan kéo tay con đi. Từ từ lên, con mỏng mỏng á. Con mỏng mỏng á, banh ra. Banh ra, ừ, banh ra ừ. Mỏng ra, ừ. Để cá chui vô trọng. Ừ, con qua. Cá đu hồng cái gì em ơi. Đi cá đi nè. Cục đi nè. Ôi, trời ơi. Con hắt ra ngoài không vậy? Vô đi hắt nhẹ nhẹ thôi. Ủa, có cơm kìa. Lên hết chưa? Ừ, rồi, vũ nó xuống đèn. Ừ, vũ nó xuống. Vũ xuống coi. Cho cá nó lội. Kìa, lỗ gách kìa em ba. Ừ, khỏi à. Bên đây lỗ nữa nè. Vũ nó qua luôn đèn. Hắt nó qua. Vũ mạnh đi, vũ mạnh đi con. Ừ, mạnh lên, bến con. Lỗ gách để ra cá. Cá bóng quá trời, cá bóng luôn. Cái đuôi hồng. Đuôi hồng hả? Ừ. Cái bóng quá trời luôn kìa. Cơm vũ xuống. Mấy cái thao luôn kìa bay. Gỗ. Ôi con trắng kìa. Con trắng nó ngon đó. Được mớ cá cơm hả? Được mấy con cá cơm. Ê mà, cá bóng quá trời luôn nè. Con trắng. Ủa vậy chứ. Xịn rồi lên cá liều hồng nhảy ra. Có con liều hồng. Rồi nguyên chùm lưới quay vậy. Ôi cái ngạc, bóng dữ ha. Cá không? Cá gỡ cá. Nguyên một chùm luôn. Ôi, cái gì dính kìa? Dính với cá he này hai con. Đi men dẹm. Cào bị đứt quá. Ủa, ba bốn con, bốn năm con luôn, nhiều bốn. Còn sống luôn á cả nhà. Bắt luôn đi để bỏ nó chết ổn. Để thao lắm, bỏ vô. Gỗ ba đậy lên ba, cái này còn sống. Cắt lứ luôn. Cái này chết rồi chà. Dính lâu chết. Này thả dính nhiều ha. Cào hến. Cào hến, cào cá gì luôn. Nãy còn 4 năm con đó. Ơ con cá gì đó? Con cá đang cá. Cái đó cái gì cha? Cái sụ. Cá dảnh còn sống. Kìa, bên đó con nữa kìa cha. Còn con trắng đó. Bên con cá trắng bên kia kìa, chết rồi. Chết. Kìa kìa kìa. Ôi cái cha, ô sình này. Cha gì muốn chiên cho bót ăn đi. Thôi bỏ đi, ghê quá. Tư không? Lỡ lối mình mẩy hết rồi. Ghê cái cha bự ha. Ủa ôi nguyên nhánh trà. Còn hết. Ủa ôi trộn nhiều hết trơn, ta lứ người ta rồi. Ta lứ luôn. Ủa ôi kìa. Mấy ông mà dân lứ. Ủa đâu kìa, cái phi chơi. Gặp thì lỗ luôn rồi. Mấy trăm ngàn ta lứ hết đâu. Mấy ông gặp gì mấy ông lỗ luôn. Dính dẻm hết sức ha. Cào là dính mà dẻm hay không không. Nguyên tay luôn. Ôi. Xong. Dẻm cờ không kìa.
nó bắt được mấy ký lưu dẹm rồi đó. Nãy mấy người ta cũng dính bộn chứ bộ trời. Hết cái gì? Hết rồi. Nè, được nhiều cá. Được nhiều cá nữa nè, nhiều hơn mình kéo ra đây rồi. Đỡ qua bánh đi. Để bên bánh đi qua lửa cá cơm. Vậy chả hay là kéo đây đó không cha? Đây kéo không dính hả? Cái bún này là bún cát không đó cả nhà ơi. Có bún đen nữa kìa. Trắng không? Trắng không á. Ngon ghê không? Bún đen. Rồi bây giờ là ghé ngay cái bến gần nhà Tiền đó cả nhà. Giờ mình sẽ thả đây một lưới thôi nha. Lưới kia thì cũng đủ ăn rồi đó. Giờ mình kiếm thêm. Giờ là đổi tay nha, cho Phong vịnh ngán đèn móc thứ ba thì xả chì. Kéo mẻ này nữa mình về. Ở đây thì chắc bả nhiều rồi đó. Tiền thấy nước ở đây nó cũng hơi đục đục. Cơm lên mé dữ rồi cả nhà. Dở cái phao lên đó ba. Ui. Quá trời cá cơm luôn rồi. Chưa vậy trơn mà lên mé kìa. Cho anh kéo chì đi cho ông Điện qua kéo phao đi. Dữ rồi cá cơm dữ rồi. Tại để đại đi điện chút nó thấy đi. Sình. Sình chứ không phải cá.
Nè bên đây nè. Quá trời bã rồi. Hắt cái đó ra ngoài luôn. Nắm lên, nắm ra bên đây nè, đèn ngay chỗ này nè đèn. Vũ ra luôn đi. Ừ. Rồi cả. Chưa vậy chờ mở lên mé hay ghê thì chứ. Ngồi không biết có nhiều không nữa. Cầm nới ra đắng ra mũi rồi đi. Lắm được không? Ừ, đi nới đúng phải. Ừ. Này nó ngược. Sóng đánh nè. Nhiều hết rồi. Nè, bên thứ ba. Dính cái phao được rồi. Kẻ lội kìa. Cha nói là nhiều mình trơn luôn cả nhà. Đây đây đây. Trời ơi, quanh điện nè cha. Nhảy cá nhảy đầu cha luôn kìa. Hết chị ha anh, còn chị không? Trong đây nè, cá nó ủng trong đây nè, nè quá trời luôn nè. Nè nè. Ôi ôi. Nè, anh đây nè. Ở trong đây nữa nè anh ơi. Từ từ ra. Kệ điện, điện ngay chỗ này, điện hết vô thao luôn, điện sạch điện. Qua. Mép ở đây nè. Đưa gõ cho mấy tên. Chỗ này nè, chỗ này nè. Còn ở trong một cái nữa. Ngăn ở trong một cái cả sạch không đó. Ờ, trong đó nó bịnh nó ra. Đó, vậy lên mới dằn dữ rồi chứ. Con đổ vô cái thao đỏ. Cái thao thẳng trong tâm nó đó không? Lấy cái hao không đó, cái kéo ra lên. Tôi lấy cái hao này để trên kia đi. Ừ, đổ vô. Lên dặn mí cha nó kìa. Neo rồi ông Điền, neo con cho đó nó vừa không chết. Đùa lại, kéo qua đây nè. Có ngăn ở đó sao lội qua được. Ừ. Cái ham này chứ. Cái vật bên đó là ừ, bên đó sạch rồi.
Cái để cái đó đây gỗ đi cha, hồi lụm tay đó. Thương lấy cái gỗ đỏ kìa, ba đèn đưa cho bác Tây. Cái này là lựa nè. Thấy em nghèo một con mớ. Có tiếng hơn chứ bộ. Bởi vậy em nghèo không được, không được nhiều 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 ha, nhiều lứa rồi. Vô trong nó kéo không cha? Hay về? Cái gã ba đó. Đây hành quả cả nhà ơi. Cái cổ kia còn lựa. Rồi xăng lên. Rồi cái này là lứa thứ ba nha cả nhà ơi. Thấy ở ngoài thì cá cơm cũng nhiều đó, cho nên là vô ngay trong cái đầu trong này là ngay ngã ba đường nước luôn. Mình đánh ở trong đây một mẻ thử coi xem như thế nào cả nhà. Bây giờ là hành quả nè. Đây. Cũng đựng mớ nè cả nhà. Người gỗ này chưa lựa nữa. Không thì dịnh ngán. Xong rồi đó cả nhà, giờ mình chuẩn bị phân lưới lên nha. Quá trời mút sình luôn bây giờ. Có cá nhảy kìa. Leo lên, leo lên. Cần đẩy cái thao lại giùm chị Tiền đi Điền. Ừ, nặng không? Xích ra đây luôn đi. Đứng xích lại, ừ. Đó, có cá nhảy kìa. Ngoài kia nãy cái cơm lên thấy ham lắm ba. Đó, ủa, cá nhảy quá. Ở đây gì mà kéo không có cá bóng. Chú đó không bị hả lưới. Cá gì nhỏ nhỏ mà nhảy tứ lá không tung. Goofy. Ừ, nó dùng nó kéo lên. Ở đây là bả nó hơi nhiều quá cả nhà. Có cá cơm đó anh ba. Ồ, wow, nguyên một nhánh cây.
con cá chép kìa. Ôi ôi, cá chép này cả nhà. Ủa, nó cá thao. Cá chép bự vẫn tính. Cá chép này hết sức bự rồi. Ôi 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 ôi, rồi đổ hết rồi bác. Thả nó đi. Thả nó đi. Ôi ôi, đâu đâu đâu, đâu anh. Ôi ôi, bự hết sức bự. Thả cho nó đi đi. Có cá chép nhỏ nữa anh. Kìa. Cá cơm chứ này, cá cơm bự bự không mà cả nhà. Cơm này về phơi. Cá cơm này mặn không éo không được nữa ba. Đây bự không nè. Nhảy hoài. Nghe chỗ dưới cái chân không kìa. Ôi ôi, cá chép nữa kìa. Không đèn. Không đèn nha cha. Giả giả lên. Chép đi, bắt cá chép thả đây. Ôi ôi, cá chép uống rồi. Cá này chắc đừng để vô lựa đi cha. Tép chút chưa. Có tép nữa đó. Cậy đi, lựa đi. Đổ cái này qua bên thao cá bóng giùm chị Tiền luôn đi. Ừ, chút mình lên lại. Con thả đi. Cơm con cành cành nữa anh. Cá đó cá gì cha? Cắn. Nè xúc vô lựa đi. Gom lại. Ừ. Này hiếu. Chưa xúc không. Kìa trên tay anh hai ba con cá, cái cơm bự kìa anh. Ừ. Lẩm bó ổn. Cơm này con nào mới chứ chị. Cá bóng nhiều lắm luôn kìa. Có cá bóng đen nữa đó. Này mình ra mình về nhà mình lựa. Ừ. Cá chứ cá bự dễ lựa hơn cá nhỏ, cá mồm mới sợ. Đây thành quả nhiều đây cả nhà. Rồi giờ mình sẽ đi về nha. Rồi Tì với lại Hiếm Ba về tới nhà cũng lựa được món cá này cả nhà. Giờ mình đem ra đường lộ mình bán nha. Đi mình đi xuống dưới mí này. Giờ đây là cũng trưa rồi. Ở đâu giờ? Ngồi đâu vậy Hiếm Ba? Chỗ đó mát à. Cá cơm. Cá cơm em Nam. Dạ. Chưa giờ đấy còn lại đây cá. Dạ cá. Ngồi trước cửa nhà bảy đi. Cá cá. Rồi mới kéo về luôn nè. Đây này là mớ cá bóng nè cả nhà. Cá lòng tông. Cái cơm này nhỏ phải không? Thôi mình có lòng tông đi quay. Cá. Hiếm Hai. Hiếm Hai mới dặn cái lòng tông rồi kìa. Ở dưới lên trước rồi. Ta đi theo dò tới trên này luôn nè, cá rô phi. Được con cá đuôi hồng nữa nè. 10.000 ha, 300g 10.000. Cái này bán nhiêu không ba? Con không biết bán sao nữa. Mấy cái này giá đi mẹ đi. Cá lòng tông với cá linh ha. Vậy 5.100g. Dạ. Dạ. Cái gì? Cá cơm bự nó phơi. Cá cơm bự. Có con nhỏ đây nè. Đây. Con cá này là cá he mà. Cá he. Cơm này phải không? Cắn đó chấm hai đi. Cắn này chấm hai ha. Này 5.100g. Chị Hai mua nữa cái cơm bự. Còn này mua nữa cái cơm nhỏ. Sao nhà hả? Dính bọc. Hẹn chi. Giang đâu tao cho nó lợi chút bắn. 6-7. Nghỉ chơi với bà đó nha. Này 750g. 7 lần 5 35. 35 với cái kia 2.000 nữa. 37.000 hả? 37.000. Cửa cái cơm đó đi. 37.000. Rồi cho cái cơm bà này phải không? Rồi bóc đi. Nhiều cái cơm đi Năm. 7.000 nha. 7.000 nha. 10.000 kìa. Cái này nhiêu? 37.000 hả? 37.
37 là 40. 37 3 ngàn nữa. 3 ngàn cơ mà. 300 gram 10 ngàn. Nửa ký đây này, căn nửa ký cho năm con năm đi. Khoan kiếm 5 ngàn kìa. 10 ngàn. 300 gram. Vậy hả? Rồi. Này dư luôn rồi. Nửa ký. Nửa ký nè. Rồi. Mua cho chồng mới nhậu. Nửa ký nhiêu vậy? Người ta bán cá, người ta trong bán nhiều, bà hỏi mua chi dữ à? Nửa ký nhiêu? 300 gram 10 ngàn, nửa ký khó tính tiền quá à. 600 gram đi. 20 ngàn. Ừ. 300 gram 10 ngàn nó đang đi. Sao có mấy má mà. Chưa. Này 300 gram phải không? Rồi, nhõng đít, nhõng đít. Rồi 10 ngàn. Tao nói thêm không chứ tao có lấy. Bóc thêm 100 gram nữa không? Bóc thêm. Bỏ lên mua cá nè bà nâu. Bởi vì tới đây hết cá rồi. 600 gram. Có này lắm nè. Rồi. Miếng nữa đi, ít nữa đi. Ờ. Cho giác. Rồi có 50. Thôi lên 10 ngàn, lấy 10 ngàn nữa mày. Không có 10 ngàn. 7 ngàn căng chẳng cho 50 ngàn. Cho nó rồi, thôi, rồi để con cái em hai. Của hai nhiêu hai? 10 ngàn hả? Ồ, quá có chẳng luôn. 7. Thì đây nè, mình đang môi nó lên nè. Cho mấy cái bọc kia bay bán đi em ít. Bay bán. Miếng nữa đi hai ơi. Bán 100 gram. Nó 20 đi. 100 gram đi. Bán 5 ngàn. Rồi nghe nhõng đít. Giá luôn. Rồi 10 ngàn. Ôi con cá điêu hồng này nó ớn thì chặt cái đầu để lại lấy mình được không? Nè căng bá 3 ngàn. Căng bá cái cơm bự thì chứ. 3 ngàn là bao nhiêu? Có cơm 13 ngàn. 3 ngàn là 100 gram hả? 10 ngàn nè, thôi 10 ngàn đi. Lục bù quá, hồi lông tiền quá. Thôi 10 ngàn. Nè căng bá 13 ngàn. Đại chú xíu hóa tiền nghe năm. Thôi rồi hả? Ủa gì hả? 13 ngàn đó. 10 ngàn là 300 gram, 400 gram. Vậy là 400 gram. Chưa, thêm. Cái này là ba cá chú ơi. Ê bà canh hết cái cơm bự để cho tôi phơi khô ơi. 400 gram hả? Ừ, tôi nhiều rồi, 3 ngàn. Miếng nữa. Lấy mấy cục đá vô quanh đây bé. Lấy cục đá để vô cho nặng chút em ba. Ừ. Cơm nhẹ quá để đó cho. Rồi, căng vậy. Rồi, đủ rồi. 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 Rồi, cảm ơn em hai. Dạ. Rồi đủ. Cái này cho bà Năm nè. Rồi mão hết cái na cô Năm này đi. Cái này nè. Cái này của mình nè. Của mình phải không? Cái này bán nhiêu ký nè? Còn con cá mẹ cám thì chạy muối luôn đi. Ăn con cá mẹ cám đó. Cái này bán nhiêu ký vậy? 20 đi. Sao hồi nãy tôi nói bán 5.000 không chịu bán? 5.000 ghê rồi ai bán. 5.000 rẻ quá à. Để cho luôn mẹ cho rồi đi. Này 600 gram. 6 lần 2 là 12.000. 100 gram 2.000 để tính chết. Để gì khó tính. Cháu mua nào cái đây, 12.000. Bọc bà Sáu ơi. Sáu mà đổ rồi gỗ này nhuyễn nào để nó lọc cái cơm rồi thấy hồng đó. Thấy rồi, hồng quá đó. Trời nhiệt tình luôn, đưa tiền là không có thói đó. Tao đợi nãy giờ đó. Nè của cô Năm đâu? Năm cái bự này đi thương ba. Dạ đang chuẩn bị cam. Tốt chưa xong bà thấy cái nhỏ qua. Cá này bự phơi khô ngon. Có bự phơi khô. Nè căng cái đó cho Năm đi. Còn nhiêu đó hết thì con đi bà Sáu ơi. Dạ. Này 400 gram. Là 13 ngàn. 13 ngàn đi. Nước đá vô không Năm? Khỏi nha. 13 ngàn thôi cho Hiếu luôn đó. Cho luôn đi. Đưa 3 ngàn đi Hiếu 10 ngàn. Trời ơi bà cho tôi lấy 500 nó đi, tôi bán cái này cho lợi nhiều. Bán gì tôi vui không mà. Còn mớ cá đó đó hả? Cái này chắc không ai. Cái này 10 ngàn. Rồi. Này 300 gram giác luôn nè bà Sáu ơi. 10 ngàn bà Sáu ơi. Đây. Rồi. Cảm ơn em bà Sáu. Mớ cá rô phi, cá mè dinh, cá gì cả. Ai mua cá phi tặng cá. Ai mua. Mình đi vô nhà luôn rồi. Đây còn mớ cá rô phi nữa cả nhà giờ ngồi đây. Mua cá phi tặng cho ba ghét rồi kìa. Mua cá phi nữa đi, tao tặng.
này chắc chậm phải 1 ký ngoài 2 ký đó nha. Ha. Mua cá này tặng cá này cả nhà. Tại vì người cuối cùng là đặc biệt. 15 ngàn hả? 15 ngàn ký. 15 ngàn ký chứ không phải là nhiêu đây mà 15 ngàn. Nó bán 15 ngàn cái hốt nữa à. 15 ngàn ký chứ không phải 15 ngàn hết này không hốt nữa à. Bắt luôn mẹ em hết luôn. Còn lại con cá mẹ chim nữa kìa. Đâu? Nó bắt vô đó rồi đó. Ờ. Hả? Ủa, cô không có ưa tôi. Nãy vậy bà lựa chứ tôi lựa đâu. Tôi lựa thấy rồi không chỉ tôi có lựa đâu mà nói tôi lựa chừa, bà lựa mà ký 6 một ký thì nó 15 ngàn, nửa ký thì nó 7 ngàn nữa đi, 22 cái người ta chứ 23 ngàn đi, 23 ngàn cái 23 ngàn này làm 7 ngàn đi 30 23 ngàn 7 ơi, mấy cái này tặng cho bả luôn đó. Nhiêu vậy với 100 hả? Chắc có hối gì đó. Là 23 hả? 23 mà 23 hối lại 7.4 ngàn thì khỏi thôi. 77 ngàn. Nó có đủ luôn. 75 72 77 đủ rồi đó trời. 72 rồi đừng kiếm thêm 5 ngàn nữa. Đó đủ phải không? Đây cả nhà hôm nay thì đi kéo lứ nha. Bán được dạ quá tính lâu lắc kìa. 100 140 148 ngàn. Không có vốn luôn trong đây nha cả nhà. Chẳng cho 2 ngàn nha. Cho 2 ngàn chẳng trăm gửi. Xin lỗi không đây. Rồi cảm ơn nghe bạn. Rồi giờ thì Tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau. Bye bye, bye.